Vâng, chào toàn thể anh em. Hôm nay em sẽ nói cái chia sẻ cái kinh nghiệm cho anh em đi làm xô những dụng điện yếu. Thường thường anh em nhắn tin lại hỏi thì nói sơ chỗ này xài nó không hú, mà qua chỗ khác nó hú quá. Nhiều anh em nói bữa đó điện đủ, hát ok, đúng. Tại sao mình cần sử dụng những cái men nó mạnh mà điện yếu chạy được? Thì em sẽ chia sẻ cho anh em nghe cái vụ này. Em trước cũng làm xô, thấy đi làm thường thường thì anh em xài ống áp. Ống áp như cái men nó cả ngàn watt, ngàn mấy watt. Hai ba cái men mà chọn ống áp 5 kg, mà loại rẻ tiền như là Hansin, nhiều loại hãng khác, điện yếu chạy đâu được. Nó bảo vệ nó không xong, nó sao bảo vệ cho nhà đồ mình được. Bình thường men đa số là xài ống áp tầm khoảng 10 kg đổ lên. Bình thường em chọn là Lioa, nó thấy nó ổn định. Thứ hai nữa là anh em chọn ống áp rẻ tiền á, nhiều khi anh em đi làm show á, phải không, nó chạy bị dính điện á, hát lớn lên nó kéo cái motor nó gạt qua gạt lại, kéo cái bí á, nó kéo đi nó kéo về không kịp. Nhưng khi điện đủ trở lại á, nó giọt lên cao 200 mấy 300, có thể anh em hư đồ hết, chuyện bình thường. Mà nhưng ống áp Lioa không bao giờ mà nó bị tình trạng như vậy ha. Anh em nên chọn ống áp đó là ổn định nhất. Cái thứ hai nữa là cái anh em xài men á, men tăng phô thì dùng cho anh em những nào điện ổn định tầm 180 tới 240, anh em làm rất ổn định, rất ok. Tại sao nó ok? Thứ nhất là cái men nguồn tăng phô á, thứ nhất là điện vào 220 là sơ cấp. Cái thứ cấp nó ra tầm khoảng cỡ nhiều cái men mạnh 1.300 thì tầm khoảng 160 cộng trừ. Thì anh em nghĩ đi, cộng trừ 160 mà như khi là mà đầu vào 220, khi nó xuống 180 nó còn nhiêu? Nó còn tầm 130 cộng trừ. Lúc đó công suất nó đâu có đủ, nên nó là nó tạo những cái tần số nó không còn như trước nữa, nên nó lên xuống thường, những cái mic rất dễ hú. Còn những cái men ổn định như là cái men nguồn xung mà chạy ly bách thì nó rất ổn định, anh em xuống cỡ 150, 160, 170, 180 vậy rất ok. Mình đã test rất kỹ cái men đó là nó rất là đạt. Thì anh em thử nghĩ đi, thì mình đi làm show thì cái men mà nó hát điện yếu, nó cúp nó không hát được. Có những cái dòng men mà nó chạy đóng gà le 24V đi, thì điện khi nào điện nó đầu vào nó 220 nữa ra 24V gà le, nhiều cái nó xuống cỡ 170, 160, 170, 180, thì đâu đủ nguồn cấp gà le đâu, nó đóng gà le, nó đóng nó bảo vệ, tức là không đủ nguồn, không cho hoạt động. Thì nhiều anh em hỏi tại sao mà nó bị tình trạng là nó báo một test thì nguồn không đủ thì nó báo thôi. Có những dòng men á, thì anh em chọn dòng men á, mà nó chạy được điện yếu mà dưới 170, 160 là rất ok. Còn anh em nào mà chỗ điện đủ 180 trở lên thì khỏi cần, tăng phô là ok nhất. Thứ nhất tăng phô nó bền, mà tại vì thứ nhất là một là nguồn nó không hư rồi, khó hư nó hư nguồn, chỉ hư điện mà máy phát cao đó nó mới hư thôi. Còn anh em nào mà dùng điện yếu, bảo đảm mình sẽ đưa anh em một cái men mình bao hát điện yếu rất ok. Điện trong nhà mà nó không hát, nó đèn nó chớp lia lịa hết trơn, nhưng mà vẫn hát được bình thường, bao cho anh em xài luôn. Chỉ một cục một thôi là đánh đủ rồi, chạy được điện yếu dưới 160, 150 vậy ok. 100W vẫn chạy mà nhưng ngành sản xuất nó không khuyến cáo. Thứ nhất là điện yếu là những con IC nguồn nó hoạt động rất là gấp mấy lần bình điện đủ nha, nên cái độ bền của nó điện yếu quá thì không tốt, mà từ khoảng cỡ 160 trở lên thì hãng cho chạy bình thường. Anh em cần thì liên hệ với mình nha.